Đây các bạn sẽ nhìn thấy là Bitcoin nó đang ở cái vùng là 19K2 này. Cái vùng 19K2 là một vùng rất là quan trọng. Và ETH hôm nay là hồi phục rất là mạnh, nó tăng 3,3%. Thì cái vùng này thì Thạch đã cũng dự báo cho anh chị em là Bitcoin nó đang có một cái xuống tăng. Thì bạn nhìn ở đây ấy, đó là Bitcoin nó đang đi theo một cái mô hình, nó gọi là mô hình tam giác này. Thì thực ra là những cái cản này các bạn này, những cái cản ở đây nó là break này. Đấy, ví dụ như ở đây, đấy. Bitcoin nó đang đi một cái mô hình tam giác là tam giác hướng xuống đúng không? Thì một cái mô hình tam giác hướng xuống này này, đó là một cái mô hình tăng giá đấy các bạn ạ. Thì hiện giờ thì đây thì cái target của Thạch thì là Bitcoin sẽ lên cái vùng 32 và 34. Đấy, cái xu hướng hiện tại thì nó là một cái xu hướng tăng. Còn về ETH các bạn ạ, ETH thì trong, trong 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 nhóm ấy các bạn, trong nhóm thì Thạch cũng đã call anh chị em là đây ETH nó đang đi theo một cái mô hình nó gọi là mô hình cũng gọi là một cái mô hình tam giác các bạn đấy. Các bạn sẽ quan sát là Bitcoin nó cũng đang đi theo một cái mô hình tam giác. Các bạn nhìn thấy ở đây này, đấy. Đây là cái vùng vùng giá là khoảng 1.700, sau đó thì nó lên là 2.100, sau đó lại test về 1.800, sau đó nó đi sideways. Và hôm nay thì nó lại test lại vùng là 1.940. Đấy, cái xu hướng hiện tại đây các bạn nhìn này, cái mô hình tam giác của ETH nó nén rất là chặt, và nếu khi nó vượt qua được cái mô hình này thì các bạn cũng không ngạc nhiên là ETH nó sẽ lên cái vùng là 2.300 đấy các bạn.